Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, và mình là Tùng Anh. Với những cái biến động khó lường của thị trường thời gian gần đây cũng như là tâm lý thị trường đang rất là xấu thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là thú vị, đó là chúng ta nên làm gì nếu như mà cái cuộc suy thoái kinh tế nó lại đến. Thì đây là một cái chủ đề nó tương đối khó và khô khan ha. Tuy nhiên mình nghĩ rằng đây là một cái chủ đề mà chúng ta cần quan tâm trong cái thời điểm này. Bạn có muốn giao dịch miễn phí? Nhận ngay $50 thưởng tín dụng trong tài khoản. Giao dịch với mức spread chỉ từ 0,6 pip. Không hoa hồng, đòn bẩy lên đến 1.000, hơn 1.000 công cụ bao gồm vàng. Có thể rút toàn bộ lợi nhuận bạn kiếm được. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 2023. Rồi cái nội dung của clip này thì mình chia làm một số phần như sau ha. Đầu tiên thì mình sẽ khái quát về những cái điều cần biết đối với suy thoái kinh tế ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về những cái khoản đầu tư mà chúng ta nên có trong cái thời kỳ suy thoái, và cuối cùng đó là những cái khoản đầu tư mà chúng ta nên tránh. Rồi trước tiên là những điều cần biết về suy thoái kinh tế, thì chúng ta cần làm rõ một số cái yếu tố sau ha. Đầu tiên đó là chúng ta phải định nghĩa suy thoái kinh tế là gì, sau đó là chúng ta đi tìm hiểu về nguyên nhân tại sao có suy thoái kinh tế, những cái dấu hiệu nhận biết là gì, ảnh hưởng của nó ra làm sao, và điểm qua một số cái cuộc suy thoái đáng chú ý. Rồi đầu tiên về định nghĩa về suy thoái ha, thì định nghĩa ngắn gọn về suy thoái đó là cái sự suy giảm tổng thể của sản phẩm nội GDP hay là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế, nó âm trong vòng 2 quý liên tiếp, thì đây cũng được định nghĩa là suy thoái kỹ thuật ha. Đó thì đây là một cái định nghĩa cơ bản về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên là chúng ta cần lưu ý rằng cái thời điểm mà kinh tế nó bắt đầu bước vào vùng suy thoái thì là không rõ ràng ha, và những nhà kinh tế học vẫn đang tranh luận gay gắt về cái vấn đề này. Rồi cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái cuộc suy thoái kinh tế thì đây cũng là một cái chủ đề mà được tranh luận rất là nhiều, và nó tạm chia ra làm 3 trường phái ha. Đối với những nhà kinh tế học mà theo chủ nghĩa của Keynes á, thì họ cho rằng suy thoái kinh tế là do các yếu tố bên ngoài như là thời tiết, chiến tranh, giá dầu đó ảnh hưởng đến nền kinh tế và gây ra suy thoái. Còn theo trường phái kinh tế học Áo á, thì họ cho rằng suy thoái kinh tế là do cái sự thiếu ổn định trong cái lượng cung tiền ha, và đây là một cái nguyên nhân chính. Còn cái trường phái số 3 là đối với những người mà theo học thuyết hiện tại á, thì họ lập luận rằng suy thoái kinh tế là bởi cái sự quản lý yếu kém của chính phủ ha, và đây là một cái nguyên nhân chính gây ra suy thoái kinh tế. Tất nhiên là có những nguyên nhân khác nữa ha. Tiếp theo á, thì chúng ta sẽ nói về những cái dấu hiệu nhận biết, thì cái này là rất quan trọng ha, dấu hiệu nhận biết về một cái cuộc suy thoái. Tuy nhiên như mình cũng đã nói rồi, rất là khó để xác định là xem chúng ta đã ở trong suy thoái hay chưa. Còn khi mà chúng ta đã biết rằng là chúng ta đã ở trong cái cuộc suy thoái rồi thì thông thường lúc đó là đã quá muộn để chúng ta có thể đưa ra những cái biện pháp gọi là tránh trú rồi ha. Thì cái dấu hiệu nhận biết đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nhìn vào lãi suất trái phiếu ha, lãi suất trái phiếu. Thì cụ thể ở đây chính là nếu như mà những cái chúng ta thấy những cái hiện tượng đảo ngược đường cong lãi suất thì cái đường cong lãi suất đó là chỉ cái sự chênh lệch giữa cái lãi suất trái phiếu ngắn hạn và dài hạn ha. Thì thông thường chúng ta sẽ theo dõi lãi suất trái phiếu của 2 năm, 10 năm ha. Đó thì nếu như mà nó xảy ra cái hiện tượng đảo ngược, tức là vào âm á, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là khả năng sẽ có suy thoái kinh tế. Cái xác suất mà cái chỉ báo này nó đúng thì khá là cao ha, và trên Trader Việt cũng đã có nhiều cái bài viết nói về cái chủ đề này, thì mọi người có thể tìm và đọc lại ha. Rồi cái dấu hiệu thứ hai đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái mảng tín dụng. Thì nếu như mà điều kiện cấp tín dụng cho vay tại các ngân hàng nó có nhiều cái ràng buộc khó khăn á, thì khả năng là chúng ta đã đang bước vào cuộc suy thoái rồi.
thứ ba đó là nhìn vào tâm lý nhà đầu tư. Đó, nếu như mà tâm lý nhà đầu tư họ có cái sự sụt giảm nghiêm trọng đó, thì những cái hoạt động đầu tư kinh doanh nó sẽ bị chững lại, và do đó là dẫn đến suy thoái kinh tế. Và cái dấu hiệu nhận biết cuối cùng mọi người có thể khai thác đó chính là về ở trên cái thị trường lao động ha. Cụ thể là nếu mà tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và thu nhập của người lao động giảm thì sẽ có khả năng là sẽ là suy thoái kinh tế, tại vì khi đó thì người dân sẽ cắt giảm chi tiêu ha, và hàng hóa ế ẩm đó, rồi sẽ dẫn tới kéo theo là sản xuất đình trệ đó, và nó cứ tiếp diễn như vậy thì khiến cái tình trạng suy thoái kinh tế nó nặng nề hơn. Rồi về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thì có rất là nhiều ảnh hưởng ha, nhưng mà ở đây thì mình chỉ nêu ra một số cái ảnh hưởng chính. Đầu tiên đó là cái vận tải biển nó bị sụt giảm, tại vì cái việc trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia nó ít đi ha, thì cái ngành vận tải biển cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Thị trường tài chính thì bị tác động nặng nề, thì đây có thể là cái thị trường bị tác động mạnh nhất và đầu tiên ha, là thị trường tài chính. Tiếp theo đó là tỷ lệ thất nghiệp nó tăng cao, thì khi mà người dân thất nghiệp không có thu nhập thì nó sẽ gây ra những cái tác động đến kinh tế, chính trị và xã hội, khiến xã hội nó bất ổn hơn ha. Rồi hoạt động thương mại toàn cầu sụt giảm do nhu cầu sụt giảm ha. Đồng thời nếu như mà những quốc gia mà bị suy thoái kinh tế nặng nề thì cái đồng nội tại của họ sẽ bị yếu đi rất là nhiều, và nó ảnh hưởng đến cái việc xuất nhập khẩu của cái quốc gia đó. Cuối cùng thì mình điểm qua một số cái cuộc suy thoái đáng chú ý ha. Gần đây nhất đó chính là cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, và cái cuộc khủng hoảng này là nó xuất phát từ cái khủng hoảng nhà đất của Mỹ ha. Xa hơn thì chúng ta có cái cuộc suy thoái năm 80-82, thì nguyên nhân đến từ các tác động chính trị tại Iran, và xa hơn nữa và nổi tiếng nhất có lẽ là cuộc đại suy thoái năm 29-33. Thì cái nguyên nhân của cái đợt suy thoái này đó là do cái sức sản xuất của chủ nghĩa tư bản nó tăng lên quá nhanh, nhưng mà cái nhu cầu và cái sức mua của thị trường nó tăng không tương ứng và gây ra cái cuộc đại suy thoái này. Rồi trên đây là tất cả những cái điều cần biết về suy thoái kinh tế, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mà mọi người quan tâm nhất, đó chính là chúng ta nên làm gì trong những cái thời kỳ suy thoái kinh tế. Tất nhiên chúng ta sẽ có những cái khoản đầu tư nên có và nên tránh, nhưng mà ở đây mình xin nêu ra cái chìa khóa để chúng ta có thể thành công, hoặc ít nhất là chúng ta có thể bảo vệ được tài sản của chúng ta trong những cái thời kỳ suy thoái. Thì cái chìa khóa ở đây chính là chúng ta sẽ đầu tư một cách hung hăng hơn. Đó, thì khi mà chúng ta nghe rằng trong cái thời kỳ suy thoái chúng ta lại đầu tư hung hăng hơn, thì có thể là nó ngược lại với logic ha. Ngược lại với logic, tại vì thông thường khi đó thì mọi người sẽ nghĩ là chúng ta phải cẩn trọng hơn và chúng ta tìm kiếm những cái nơi trú ẩn. Tuy nhiên thì chúng ta phải làm ngược lại thì chúng ta mới có thể có được một cái hiệu suất đầu tư tốt. Cụ thể là chúng ta phải tăng cường tiếp xúc với những cái loại tài sản có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận cao, hay cụ thể ở đây chính là chúng ta sẽ mua thấp bán cao. Tại vì sao? Thì khi mà cái suy thoái nó đã xảy ra rồi, thì những cái đợt bán tháo nó đã ồ ạt rồi, thì lúc đó cái định giá tài sản là tương đối thấp đó, và lúc đó thì khả năng là chúng ta sẽ ở gần đáy hơn là ở gần đỉnh, và do đó là nếu mà chúng ta mua vào thì cái xác suất nó tăng, nó sẽ cao hơn là nó sẽ tiếp tục giảm sâu ha. Tuy nhiên đây là sẽ cần lưu ý là chúng ta phải ở trong một cái cuộc suy thoái rồi ha, và nó đang đi đến cái hồi kết, chứ mà nếu như mà chúng ta nhảy vào cái thời điểm mà mới chớm của cái thời kỳ suy thoái thì có thể là cái biên độ giảm nó chưa có hết và nó có thể giảm sâu hơn nữa. Thì theo ông Tyler của cố vấn tài chính cấp cao của Probability Advisor thì có lưu ý rằng khi mà chúng ta biết mình đang ở đâu trong một cuộc suy thoái thì thông thường cái thời điểm đó là quá muộn để chuyển tài sản đến nơi an toàn, và thay vào đó thì chúng ta nên chuẩn bị đầu tư. Tại vì nếu như mà chúng ta muốn tránh trú thì chúng ta phải làm cái điều đó từ trước rồi, trước những cái đợt bán tháo ồ ạt rồi. Đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn, hoặc ít nhất là chúng ta có thể bảo vệ cái tài sản của mình trong những cái thời kỳ suy thoái. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về bốn cái khoản đầu tư cần cân nhắc nếu suy thoái kinh tế xảy ra.
thì đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ cân nhắc đầu tư vào cái quỹ cổ phiếu stock fund. Thì khi mà chúng ta đầu tư vào cái quỹ cổ phiếu thì nó sẽ ít biến động hơn ha. Và khi mà chúng ta chọn quỹ cổ phiếu thì tức là chúng ta đã chọn đầu tư vào một phần của thị trường thay vì các cái cổ phiếu riêng lẻ. Tại vì khi mà chúng ta đầu tư vào cái cổ phiếu riêng lẻ thì có thể là cái rủi ro nó sẽ cao hơn ha. Rồi cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ đầu tư vào những cái cổ tức trả bằng cổ phiếu. Thì cái biến động của những cái loại tài sản này nó cũng ở mức thấp ha. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ có được những cái khoản tiền mặt, tức là những cái khoản tiền chi cổ tức á, trong cái lúc mà chúng ta chờ đợi thị trường đảo chiều, tức là chúng ta có cái thu nhập. Rồi cái loại tài sản tiếp theo đó chính là bất động sản ha. Thì khi mà thị trường suy thoái á, thì chúng ta thấy cái gì nó cũng giảm giá hết, và giá bất động sản cũng vậy. Do đó là cái định giá nó ở mức rẻ và chúng ta mua sẽ chúng ta sẽ có được một món hời khi mà thị trường nó phục hồi. Ngoài ra thì khi mà chúng ta mua bất động sản trong những cái thời kỳ suy thoái á, thì cái mức lãi suất thế chấp để chúng ta có thể vay dựa trên cái tài sản đó thì nó cũng ở mức thấp ha, và nó đỡ căng thẳng hơn so với những cái thời kỳ mà lãi suất cao thị trường bùng nổ. Rồi cái khoản đầu tư cuối cùng chúng ta nên có đó là cái tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Thì cái tài khoản tiết kiệm lãi suất cao vừa giúp chúng ta có sẵn cái nguồn tiền mặt để chúng ta có thể cần khi mà săn những cái tài sản rẻ mà nó lại vừa cho chúng ta một cái mức lãi suất ha. Thì đây là những cái khoản đầu tư mà chúng ta nên cân nhắc nếu như mà chúng ta ở trong một cái cuộc suy thoái, và đặc biệt là nếu như mà nó đã đến hồi kết. Rồi những cái khoản đầu tư nên có là như vậy, còn những cái khoản đầu tư nên tránh là cái gì? Thì ở đây mình nêu ra ba cái khoản đầu tư mà chúng ta nên tránh nếu như mà suy thoái kinh tế xảy ra ha. Đầu tiên đó là trái phiếu ha, trái phiếu đó. Theo cái tư duy ngược lúc nãy mình có nói ha, thay vì chúng ta tìm kiếm những cái nơi trú ẩn thì trong thời kỳ suy thoái, đặc biệt là khi mà suy thoái nó sắp kết thúc á, thì chúng ta nên tránh những cái khoản đầu tư trái phiếu. Tại vì rủi ro đó là giá trái phiếu nó sẽ giảm khi mà kinh tế phục hồi, tại vì khi kinh tế phục hồi thì lãi suất nó sẽ tăng. Lãi suất tăng thì nó sẽ kéo theo cái lợi suất của trái phiếu tăng và đẩy cái giá trái phiếu của giá của trái phiếu giảm xuống ha. Mà nếu như mà chúng ta đã tránh trú trước đó thì tức là chúng ta đã mua mua trái phiếu với giá cao và sau đó giá nó giảm thì tất nhiên là chúng ta sẽ chịu thiệt hại ha. Cái khoản đầu tư tiếp theo nên tránh đó là những cái công ty mà bị mắc nợ nhiều. Tại vì sao? Khi mà kinh tế nó phục hồi á thì lãi suất nó sẽ được đẩy lên cao, được ngân hàng trung ương đẩy lên cao và kéo theo tất cả những cái lãi suất liên quan nó sẽ được đẩy lên cao, từ lãi suất tín dụng, lãi suất vay, vân vân. Đó. Thì những cái công ty mà mắc nợ nhiều á thì họ sẽ gặp rủi ro là vỡ nợ do là cái lãi suất nó tăng quá nhanh. Thì đây là những cái khoản đầu tư mà chúng ta nên tránh ha. Tuy nhiên nếu như mà trong cái trường hợp mà những cái công ty mắc nợ nhiều này á, họ vượt qua được cái thời kỳ khó khăn đó thì đó sẽ là một cái món hời thực sự ha, tại vì họ đã bị định giá nó quá rẻ mạt rồi ha. Và nếu như mà họ vượt qua được cái khó khăn đó thì cái mức reward của chúng ta rất là tốt. Tuy nhiên nếu như mà quyết định đầu tư vào những cái công ty như thế này á, thì chúng ta chỉ nên dành một cái khoản tiền nhỏ thôi ha, trong tổng cái tài sản của chúng ta để tránh cái rủi ro. Rồi cái khoản đầu tư cuối cùng mà chúng ta nên tránh đó là những cái tài sản rủi ro cao như là quyền chọn. Tại sao nên tránh quyền chọn? Bởi vì chúng ta rất khó để kiếm lợi trong cái thị trường quyền chọn, tại vì chúng ta phải vừa dự đoán là giá cổ phiếu nó sẽ kết thúc ở trên hoặc dưới một cái mức giá cụ thể, và quan trọng hơn đó là vào một cái thời điểm nhất định ha. Và cái thời điểm này nó là cái yếu tố giết chết rất là nhiều trader ha. Đó, do đó là đây là một cái loại tài sản rủi ro mà chúng ta cũng nên tránh. Rồi, trên đây là một cái clip ngắn chia sẻ cho chúng ta về những cái yếu tố liên quan đến thời kỳ suy thoái kinh tế và những cái khoản đầu tư nên có và nên tránh. Như mình đã nói ha, cái chủ đề này nó tương đối là khô khan và khó. Tuy nhiên với cái điều kiện thị trường hiện tại thì mình nghĩ đây là một cái clip mà chúng ta cần quan tâm ha. Rồi, mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Nếu như mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like, subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.